Ngày 4 tháng 6, đoàn công tác tỉnh Bạc Liêu đến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân chia sẻ, chuyến thăm và làm việc lần này tại thành phố Hồ Chí Minh giúp đoàn tìm hiểu, học tập kinh nghiệm về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng đô thị thông minh, kể cả về cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý, lĩnh vực công thương của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu đang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công, đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin cho nhiều sở ngành. Tuy nhiên, nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng là khâu phức tạp, đòi hỏi nỗ lực rất lớn cũng như kinh phí đầu tư. Do đó, tỉnh Bạc Liêu mong muốn thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm để có thể triển khai ứng dụng hiệu quả hơn trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã lắng nghe những chia sẻ và khó khăn vướng mắc của Bạc Liêu trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng đô thị thông minh, nhất là vấn đề cơ sở dữ liệu cũng như cơ chế, phương pháp vận hành. Lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ kinh nghiệm với đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu về các lĩnh vực mà hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang ứng dụng công nghệ thông tin vào việc triển khai xây dựng đô thị thông minh. Sau khi lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân yêu cầu các sở ngành của tỉnh Bạc Liêu chủ động trực tiếp trao đổi với các sở ngành của thành phố Hồ Chí Minh để từ đó có thêm nhiều kinh nghiệm, phương pháp ứng dụng, triển khai thực hiện các dự án mà Bạc Liêu đang đầu tư xây dựng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh, thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh Bạc Liêu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin cho việc xây dựng đô thị thông minh để cùng nhau tiến bộ, phát triển với mục đích cuối cùng là phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời đề nghị các sở ngành thành phố Hồ Chí Minh tích cực hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, kể cả trong công tác đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bạc Liêu trong thời gian tới.